vị khán giả đồng bến, chúng ta đang đến với nhà được trực tiếp tại sân bóng đá 3 của Bến Lức Long An theo dõi trận cầu dấu trong buổi tối ngày hôm nay của so tài của FC Thủ Thốc Giày và đội bóng chủ nhà 3 sẽ đá tiền vệ cùng với cầu thủ áo số 6 là Hồ Chim. Đó là cách bố trí đội hình xuất phát dành cho các thủ FC Thủ Thốc Giày trong trận đấu này. Trong khi đó thì Phạm Ngô khá nguy hiểm, xử lý rất khéo léo của Luân Ý để mở tỷ số rất sớm với phút thứ 3 và tỷ số là 1-0 cho các thủ FC Thủ Thốc Giày. Và vảy má khá hay của Luân Ý đã mở tỷ số đánh bại thủ thành Nguyễn Bình. Như vậy là chúng ta không cần phải chờ. Hãy giúp anh chia sẻ đường like của trận đấu nhé các bạn. Và nếu như quý vị đã lỡ vào đến trang like rồi thì đừng quên là gửi lời chào đến nhau trong một buổi tối tuyệt vời như thế này. Lần này thì bàn thắng đã được công nhận và tỷ số được cân bằng là 1-1 dành cho 3. Cuối cùng thì cầu thủ đội bóng chủ nhà cũng đã có được pha làm bàn để sang bàn tỷ số. Đó là nỗ lực dứt điểm của can thiệp của Phạm Ngô về rất sâu. Chiều không bị, giờ nó bị ấy. Sút rất cạn, đó là Hậu Chìm. Tỷ số là 2-1 cho FC Thủ Thốc Giày. Một pha bóng rất đơn giản từ tình huống ném biên và làm tường dứt điểm. Pha dứt điểm của Hậu Chìm, bóng đi chìm và khiến cho thủ thành Nguyễn Bình bị che chắn tập với, khi trước mắt anh cũng có khá đông những người đồng đội đã tham gia phòng ngự. Sân nhà của cầu thủ 3, tỷ số lúc này đang là 2-1 và diễn biến đang ở những phút cuối của hiệp 1. Những pha làm bàn lúc này đang có là mở tỷ số của Luân Hí và Hậu Chim. Nguy hiểm, đã có bàn thắng thứ 3 và đó là Văn Quyết. Chắc chắn là các cầu thủ của 3 đã biết được sự nguy hiểm của Văn Quyết đấy như thế nào. Nhưng vừa rồi thì anh lại có một khoảng trống rất lớn. Kia không, đó là Mon. Chuyển bóng vào, đó là tiếng cột dọc. Nhưng lần này thì bóng đi vào lưới chứ không còn cột dọc nữa. Nó rất gọn gàng, động tác úp bù rất hay của tiếng cột dọc. Mon cũng đã rất tuyệt vời khi mà đã nỗ lực để giữ bóng ở bên cánh phải. Và tỷ số lúc này rút ngắn còn 2-3 cho các cầu thủ nhà 3. Văn Quyết vẫn còn. Văn Quyết sút xa, bóng đi vào góc chết. Góc như vậy thì không thể nào cản phá cho Nguyễn Bình. Cú dứt điểm quá hiểm hóc của Văn Quyết để nâng cú đúp của mình và nâng tỷ số lên cho cao thủ của Thủ Thốc Giày. Đó là một siêu phẩm. Lại một lần nữa anh Yên lại nhắc lại cho các bạn thuật ngữ để một Thu Nguyễn được sử dụng ở đội xuất phát và anh giờ dần cho phần sau của hiệp 1. Và sau thời gian nghỉ ngơi bây giờ anh trở lại. Đình Vũ Tùng sút xa, quá tuyệt vời. Giải pháp được đưa ra rất nhanh và Thành Phố Tùng đã rút ngắn khoảng cách cho chủ nhà. 3-4 rồi. Bóng tìm đến sau một nhịp và đúng vừa tầm để dứt điểm. Hạo Nhiên đã đổ người đúng hướng, tuy nhiên cú dứt điểm là quá khó chịu và vượt khỏi tầm với của thủ thành này. Khá tốt. Thành Phố Tùng cú đúp ra rồi.
nhưng cột dọc lại khước từ bàn thắng của Thịnh Phú Tùng. Suýt chút nữa thì cao thủ 3A có bàn thắng để sang bàn tỷ số. Và bây giờ là câu trả lời. Lộc Tha Thu. Lộc Tha Thu ngay tức khắc đá ghi bàn để nâng tỷ số lên 5-3. Ngay sau pha bóng của Thịnh Phú Tùng thì cao thủ Tú Tóc Dài đã phản công nhanh. Lộc Tha Thu đã đưa bóng vào khung gỗ của Nguyễn Bình. Một bàn thắng có nhiều sự thú vị. Trước đây thì Lộc Tha Thu là người rất quen thuộc trong màu áo của ba. Ngày hôm nay thì anh đã ngược bên kia chiến tuyến với các đồng đội. Và có pha làm bàn thứ. Hello anh Nhiên, em là Tuấn ơi, ở đây đang ngồi trên sân thì chạy qua chào anh Nhiên cái cũng được mà. Rất mềm mại cho Bá Lộc và sửa góc hay. Tỷ số là 6-3 cho Tú Tóc Dài. Pha giữ bóng một nhịp và sau đó là tắc bóng. Động tác xả khá hay. Rất hoa mỹ. Tỷ số là 6-3 rồi. Lộc Tha Thu qua người hay, tấn công nhanh cho cao thủ của Tú Tóc Dài. Chuyền tốt đấy thôi, không dành trống và có bàn thắng dành cho số 10 đi. Tỷ số là 7-3. Pha phản công nhanh nữa, Tú Tóc Dài họ rất mạnh ở những pha phản công nhanh. Và ngày hôm nay họ đã minh chứng rất rõ ràng điều đó. Đấu 2 là Lali. Vẫn là số 10 luận ý. Lộc Tha Thu 8-3. Và số 8 Lộc Tha Thu là người đã ghi bàn 28. Liệu đây có phải là bàn thắng gắn đi số mấy không? Cú đúp của Lộc Tha Thu trận đấu này. Và anh ấy cũng cứ nghĩ rằng phần trăm cao là việc mà Lộc Tha Thu ghi bàn thắng ở thời điểm này thì khá. Như vậy là trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu sâu của cao thủ 3 và FC Tú Tóc Dài tại sân nhà 3 trong buổi tối ngày nay. Tỷ số chung cuộc là 8-3 nghiêng về cao thủ của Tú Tóc Dài. Và chúng ta sẽ tạm chia tay nhau ở đây và chúc quý vị ngon, hẹn gặp lại vào các trận đấu lần sau.